Trầm cử thì 2 tiếng. Thiếu khoa cô Lê xuống luôn á. Vậy còn không biết nữa. Thì đã bi đó là quỳ giò gà mà cái quýnh dậy thì khoa cô Lê thôi chứ. Làm tôi quýnh sống đạn luôn. Mười hai. Kéo đắng kìa, đỏ xuống dưới, đắng xuống dưới luôn nè. Mười ba, quýnh về cho bung bung lên. Hết rồi. Mười ba. Bây giờ gà nó kêu quýnh dậy rồi khoa cô Lê chứ lại làm cái gì. Chết tôi lộn rồi. 14. Dám lộn. Chút nữa, chút nữa. 14. Không biết ao ăn mỏng làm sao nữa mà ông sửa ra ngoài này nó là hình dày dữ nữa rồi. Ông sửa ra ngoài nữa mà. Thì sao mà vô không sửa rồi kêu mỏng rồi vô sửa được ra nữa. Đó, không biết ao ăn sao ao ăn mỏng. Rồi nó hai dòng. Sửa ngược ra ngoài này là dày thêm khúc nữa rồi. Đó về cứu không? Ui. Ba cái đạp cái đỏ đi về đây nè. Đó, vậy tôi tính móc là bảy từ ba, nó trời đất không ngoài. Ờ rồi móc đi đâu? Không về trả hả? Ngon rồi nè. Thôi. Má sao quýnh né quá né hả?
Dạ cả đóng rồi. Phú quýnh theo gì kịp. Đồng không có cửa nổi. Sao? Đâu, 30 nó cho 150, 150 chứ. Thấy chưa? Sao không? Bệnh gì bệnh, quýnh mệt quá. Mày là theo giám thì mày đá lại nè, lụm. Đá lại lụm. Phải là nói xì thê gì đó. Uống. Thôi. Phải. Tèo đi cơ. Ai ơi, nó bị con sồn. Cảnh o luôn á, quê lắm. Dính sạc mà cũng được. Vậy rõ về mới được rồi. Dính về nó tay bị có độ dầu lắm, cái túng rồi. Đúng rồi, nó nhồi cái nó vô. Trời ơi, hết tay. Hét dữ vậy. Kê đảo góc một trắng luôn. Kéo qua bển không? Không, không, không. Đảo cho về gần gần. Đảo gì? Cho nó gần gần về đây đi. Rồi. Chắc con nhắn dễ quýnh. Chắc vậy cái này đường nào quýnh được không chứ bố? Trời ơi, vụt tay mẹ em. Tay. Rồi đó. Chị dở đi. Chị dở đi. Chị dở đi. Thấy đỏ nổ đỏ ngược quá. Lê. Thấy để này chắc cứu đi. Qua qua luôn chưa rồi. Khu chịu nổi. Điện viện sớm luôn. 1 sao băng trời ơi nè một cái hà đẹp rồi.